Trong quay thì tôi chọn lâu điểm. Mới kinh New York gặp, chạy đủ ra là này bà tăng khoa Francis ở số tổng số ta nộp mô vị đá. Sẽ lý thảo ảo, ở đủ trợ thổ bùi ô, bà ở xe đi, ảo lưu mô ổ phụng mơ phụ thái xây đi. Bà ở tòa kỳ ta xa lập hà, bà trông ta nặng quý ta ảo vị trào, tăng khoa Francis ở số lão pháu trang ảo vị đá lứ, phá đi kàn sắp bảo phở nào lắm. Bà ở xe đi ở gặp ở số dù là nộ, lực đức lớn mà khuy bà vị gặp. Bà xem đi gần ở mưu ní nô. Tăng phá Francis ao kỳ ta vì lứ là nô vấn bà kết xì núi ta nô lô. Bố yóa ao kỳ ta bà xem đi lứ ở quê ta khí vơ đù. Ý bà ao kỳ ta bà xem đi yô lứ bà ta khí vơ xoá bù. Sẽ ở ghi kết cái trang vì đù mà đi chào. Bố bà ta ao đù bà má cái trang nê thò yô. Bà xá đi lạ phà lòng hoa vì đà. Mùi xá lạ phà đi yô dạ. Bà lứ ở lý trang lý trào. Long hoa lần này bà bà xa lập hà đi gần. Bà thông áo kì bái trả ở tà áo quỳ đà ở cháu. Bà rế đù thân nô. Bà xa lưu ở tờ kê ta xa đi. Áo lưu mô ở gô phong bơ phù đà xây đi. Mô xa lưu lỡ huy bà bà xa đi. Bà ở xa lập hà đi nô. Áo kì trả huy bú. Sa má thay trả bà xa đi đù ở cháu. Thọ bù yô. Bà xa đi ở xa ká xa gái hút đù nô. Mùa huy lưu. Ở huy đi ở xa má lâm mênh mênh ở phán cù. Ai đô đà bà, ai đô nè bà ác lực ác ta là trừ khẳng ở gây ở cháu nó lò. Mới xa nộ, bà xa là phà đi nộ. Xóa ở gần phí y ác khánh là nè lỡ bà. Bà ác lù đi gần phí y ác xa má xa là nè lỡ bà ở cháu. Bà mà thông án lao bà ta, áo vi ác mình ác xinh ở cháu. Tất khá nà xa nà mì nộ, bà mô tì à gư, bà mô má bà gư. Bà mô áo lù bà xa ác mì à cha, xa là phà đi yô. Anh nít thằng anh lăng lứ bà áo huy lăng huy đà gõng mà. Bà cơ mà áo kỳ thạ rí đù thật anh lăng dọa nô. Bà áo kỳ thạ đánh lứ anh lăng khánh ạ cháu. Sẽ phê xa mà áp bà mà yô cơ gư thằng đánh ạ gà nô. Áo huy đà mùi kri phù đi cầm bà lão mà phô trụy ạ tình nông lọ ạ cháu. Bà lứ anh kì mà bà xa ai xa quý. Bà lứ anh kì mà bà xa mà xa bà xa lạ phà đi nô. Mùi huy bà ạ tổng bà lưu mơ khu băng mư, bà xa mơ vui đà ạ cháu. Tăng khóa Francis ạ xa lao plao trang ạ vui bú yò tù ạ gài, giúp phía tìa ạ bà trong khoai trí tù đi lưu xa ai xa quy hú đù phở nào lò.